Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, nhân danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đi qua thấy một người mù từ khi mới sinh, môn đệ hỏi người: Thưa thầy, ai đã phạm tội, y hay cha mẹ y, khiến y mù từ khi mới sinh? Chúa Giêsu đáp: Không phải y cũng chẳng phải cha mẹ y đã phạm tội, nhưng để công việc của Thiên Chúa được tỏ ra nơi y. Bao lâu còn ban ngày ta phải làm những việc của đấng đã sai ta, đêm đến không ai có thể làm việc được nữa. Bao lâu ta còn ở thế gian, ta là sự sáng thế gian. Nói xong người nhổ xuống đất lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn lên mắt người ấy mà bảo: Ngươi hãy đến hồ Siloe mà rửa. Chữ Siloe có nghĩa là sai đến. Hắn ra đi và rửa rồi trở lại thì trông thấy được. Những người láng giềng và những kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói: Đó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao? Có kẻ nói: Đúng hắn. Là có người bảo: Không phải, nhưng là một người giống hắn. Còn anh ta thì nói: Chính tôi đây. Họ hỏi: Y làm thế nào mắt anh được sáng? Anh ta nói: Người mà thiên hạ gọi là Giêsu đã làm bùn sức mắt tôi và bảo: Ngươi hãy đến Siloe mà rửa. Bây giờ tôi đi, tôi rửa và tôi trông thấy. Họ lại hỏi: Ngài ở đâu? Anh thưa: Tôi không biết. Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt phái. Lý do tại Chúa Giêsu hòa bùn và sức mắt cho y lại nhằm ngày Sa-bát. Các người biệt phái cũng hỏi y do đâu được sáng mắt. Anh đáp: Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi đi rửa và tôi được sáng mắt. Bây giờ người biệt phái nói: Người đó không phải bởi Thiên Chúa vì không giữ ngày Sa-bát. Mấy kẻ khác lại rằng: Làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy? Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa: Còn anh nói gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp: Đó là một tiên tri. Nhưng người Do Thái không muốn tin anh đã mù và đã được khỏi trước khi đòi cha mẹ anh đến. Họ hỏi hai ông bà: Người này có phải là con của hai ông bà mà ông bà bảo là bị mù từ khi mới sinh không? Do đâu mà bây giờ nó lại trông thấy? Cha mẹ y thưa rằng: Chúng tôi xác nhận đây chính là con chúng tôi, và nó đã bị mù từ khi mới sinh, nhưng làm sao mà bây giờ nó trông thấy? Và ai mở mắt cho nó thì chúng tôi không biết. Nó khôn lớn rồi, các ông hãy hỏi nó sẽ tự thưa lấy. Cha mẹ y nói thế bởi sợ người Do Thái, vì người Do Thái đã bàn định trục xuất khỏi hội đường bất cứ ai dám công nhận Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Chính vì lý do này mà cha mẹ anh nói: Nó khôn rồi, xin các ông cứ hỏi nó. Lúc ấy người Do Thái lại gọi người trước kia đã mù đến và bảo: Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Phần chúng ta biết người đó là một kẻ tội lỗi. Y trả lời: Nếu đó là một người tội lỗi, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi mù và bây giờ tôi trông thấy. Họ hỏi y: Người đó đã làm gì cho anh? Người đã mở mắt anh thế nào? Anh thưa: Tôi đã nói và các ông đã nghe. Các ông còn muốn nghe gì nữa? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ người chăng? Họ liền nghiền rủa anh ta và bảo: Mày hãy làm môn đệ của người đó đi. Còn chúng ta là môn đệ của Mai Sen. Chúng ta biết Thiên Chúa đã nói với Mai Sen: Còn người đó chúng ta không biết bởi đâu mà đến. Anh ta đáp: Đó mới thật là điều lạ. Người đã đó mở mắt cho tôi, thế mà các ông không biết người đó bởi đâu. Nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa không nghe lời những kẻ tội lỗi, mà hễ ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý Chúa thì kẻ đó mới được Chúa nghe lời. Xưa nay chưa từng nghe nói có ai đã mở mắt người mù từ khi mới sinh. Nếu người đó không bởi Thiên Chúa thì đã không làm được gì. Họ bảo anh: Mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư? Rồi họ đuổi y ra ngoài.
Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ta ra ngoài, nên khi gặp anh, người liền bảo: "Ngươi có tin con Thiên Chúa không?" Anh thưa: "Thưa Ngài, nhưng Ngài là ai để tôi tin Ngài?" Chúa Giêsu đáp: "Anh đang nhìn thấy người, và chính người đang nói với anh." Anh ta liền nói: "Lạy Thầy, tôi tin." Và y sắp mình thờ lại người. Chúa Giêsu liền nói: "Chính vì để luận xét mà ta đã đến thế gian, hầu những kẻ không xem thấy thì được xem thấy, và những kẻ xem thấy sẽ trở nên mù." Những người biệt phái có mặt ở đó liền nói với người: "Thế ra chúng tôi mù cả ư?" Chúa Giêsu đáp: "Nếu các ngươi mù thì các ngươi đã không mắc tội, nhưng các ngươi nói chúng tôi xem thấy nên tội các ngươi vẫn còn." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay dài nhưng rất hay. Tôi chỉ khai triển một phần thôi. Bản tin mừng cho chúng ta nhận rõ hai phe đang giao chiến với nhau. Một bên là phe theo lề luật và môn đệ của Mai Sen, còn một bên kia là môn đệ theo Đức Giêsu. Chúng ta thấy trận chiến này không cân sức. Bên Mai Sen có quá đông người em hiểu lề luật kinh thánh, gồm những người Pha-ri-siêu, cộng đoàn Do Thái, thậm chí cả cha mẹ của anh mù. Còn bên tin Chúa Giêsu là Đấng Kitô chỉ có đơn thân độc mã một người, mà người ấy lại là anh mù. Thật trớ trêu. Trận chiến nổ ra khi anh được chữa lành nhờ việc Chúa Giêsu trộn bùn và sức mắt anh, nói anh tới hồ Si-lôi mà rửa trong ngày Sa-bát, và anh sáng mắt. Bên theo Mai Sen với lời luật cứng ngắc kia đã chất vấn anh mù, kết án anh là người tội lỗi, trục xuất anh ra khỏi cộng đoàn. Như thế gián tiếp họ kết án Đức Giêsu là người tội lỗi đã chữa anh và trục xuất Đức Giêsu ra khỏi cộng đoàn Do Thái của họ. Trục xuất ngoài ra khỏi tâm hồn của họ, đó là bóng tối bao trùm cả thế giới và vũ trụ này. Bởi lẽ họ loại trừ Thiên Chúa, và Thiên Chúa không còn trong tâm hồn của con người, và họ kết án lẫn nhau. Họ dựa vào lề luật mà không một lòng thương xót. Họ chất vấn vì ngoan cố, ngông cuồng, không tin vào quyền năng của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã nói trong bản kết thúc tin mừng: "Nếu các ngươi mù thì các ngươi không mắc tội. Đằng này các ngươi nói chúng tôi xem thấy nên tội các ngươi vẫn còn, vì các ngươi không tin ta, không tin Thiên Chúa, và loại Ngài ra khỏi cuộc đời của các ngươi." Và như thế họ cho rằng mình nắm quyền sinh sát mọi người, chiếu theo luật, và đồng lòng trục xuất tất cả những ai tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Anh mù hôm nay đã trở thành nạn nhân đó. Anh cũng là đại diện cho những ai đang bị mọi thế lực của con người kết án khi họ tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Bên môn đệ Chúa Giêsu chỉ một mình anh mù. Anh rất bình thản, anh can đảm nói lên tất cả mọi sự thật mặc dù anh bị kết án. Anh nói: "Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi, còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý người thì người nhậm lời kẻ ấy." Quan điểm và lập luận này của anh đã minh chứng Đức Giêsu đến từ Thiên Chúa và là Đấng Messia của Thiên Chúa gửi tới cho nhân loại. Sau khi bị kết án như thế, chắc chắn người Pha-ri-siêu vẫn chưa sáng mắt để nhận ra Đức Giêsu là ánh sáng thế gian,
họ đồng lõa với bóng tối. Bóng tối đó vẫn còn trong thế giới hôm nay khi chúng ta đang sống, và bóng tối này đang trực trõm để tiêu diệt ánh sáng. Bóng tối của cuộc bách hại triền miên đối với đạo Do Thái mà tác giả Heber Workman có lý khi phát biểu trong cuốn sách có nhan đề The Persecution in the Early Church. Giáo hội có lẽ không bị bách hại nếu như giáo hội đã không quá hăng hái tích cực vâng theo mệnh lệnh của Thầy Chí Thánh rao giảng tin mừng khắp nơi. Và tác giả này viết tiếp: nhưng khi Đức Kitô giáo ngưng rao giảng tin mừng nhanh chóng thì không còn là Kitô giáo nữa. Căn cứ vào các sử liệu cổ đến kim, chúng ta có thể khẳng định không sai lầm rằng vào bất cứ thời điểm nào trên dòng sinh mệnh của nhân loại và dưới dạng thức của bất cứ nền văn hóa nào, sự xuất hiện của đạo Chúa Kitô luôn bị các chính quyền đương thời nghi kỵ, cấm đoán, thù ghét và bách hại. Hình thức, phương pháp, chiêu bài tuy có thay đổi nhưng nội dung vẫn là sự thù nghịch với nước Chúa, với cơ cấu mới của nước trời. Đức Giáo hoàng Francisco cũng đã khẳng định trong bài giáo lý sáng thứ tư ngày 11 tháng 2 năm 2019 rằng: tôi từ đền thờ Thánh Phêrô đến, ở đó tôi đã tiếp các tín hữu hành hương của một giáo phận Ukraine. Dân tộc này đã bị bắt hại, họ đã đau khổ rất nhiều vì tin mừng, nhưng họ không thỏa hiệp. Họ là một mẫu gương. Ngày nay trên thế giới, tại châu Âu, châu Á, rất nhiều các Kitô hữu bị bách hại và hy sinh mạng sống vì đức tin, hay bị bách hại bởi những người mang găng tay trắng, nghĩa là bị loại ra, gạt ra bên lề. Anh chị em thân mến, ngày hôm nay chúng ta cũng thấy quá nhiều người như anh mù trong tin mừng. Có thể là tôi, là ông bà anh chị em, cả chúng ta nữa, chúng ta đang đứng ra bênh vực đức tin, minh chứng đức tin của mình. Và lúc đó chúng ta sẽ gặp những thế lực của con người, của nhà cầm quyền, bắt chúng ta phải từ bỏ đức tin, tuyên xưng đức tin hay thờ lạy một nhân vật nào đó, như Tập Cận Bình đã gỡ bỏ Chúa để bắt dân tôn thờ ông, bỏ 10 điều răn của Chúa để thay vào đó là những lời đạo đức hão của ông. Noi gương anh mù trong tin mừng, chúng ta can đảm giữ vững đức tin, trung kiên với điều mình đã lãnh nhận từ Thiên Chúa và giáo huấn của giáo hội, mặc dù có thể bị cô đơn, loại trừ, bị trục xuất ra khỏi cộng đoàn xã hội do những luận điệu của xã hội hôm nay. Tôi mời mọi người cùng tôi hãy can đảm như anh mù hôm nay để tuyên xưng và nói cho mọi người biết rằng Đức Giêsu, Ngài là Kitô, là Đấng Messia. Giữ vững đức tin để gặp lại Đức Giêsu, Ngài sẽ khen thưởng và chúng ta sẽ trung thành và kiên vững trong đức tin. Lúc đó chúng ta sẽ nghe tiếng của Ngài nói rằng: hỡi người con tốt lành và trung tín, đã giữ vững đức tin đến cùng, hãy vào hưởng hạnh phúc mà ta đã dành sẵn cho con. Amen.